Mày quay dính cá, quay dính cá luôn. Má chà bá luôn. Dàn tàu bữa nay mà nó câu ngoài kia chắc ít nhất bữa nay mình đón ít nhất cũng phải là từ 80 chiếc, 100 chiếc bữa ngoài này. Trên trăm, không ai cậu trăm trong ngoài đó. Mấy trong vòng tao đó. Từ trong ra ngoài thôi. Cả đi. Đâu không? Đổ quốc luôn. Mập nữa, mập. Cái mập còn mập. Đây là bữa nay không làm hai con rồi đó. Má tổng thái luôn. Nhau cho tao hoài. Chị á. Nhớ là cho bảo hành. Ngoài cũng đỡ. Nó lại ngược lại. Nó chọn ông bộ hình nè, cho ông bộ lên video nè. Rồi rồi cá dính cái bụng nè. Rồi hàng chi mà quay nó bó tay thiệt chứ. Chiếc Pichu này chắc loại đó.
hết tuổi. Đẹp, đẹp trai, đẹp trai. Mà nó có sọc sọc là giống như con cá trống mà ha. Còn có nhiều con cá nó trắng bánh nhưng cái đó trắng không. Cho các bạn coi cái cảnh kẹt tàu. Kẹt tàu mấy bạn. Kẹt lên. Cái này là giờ ship hàng để kéo cái tàu lên á. Từ nào mình thấy kẹt xe không mà chứ không thấy kẹt tàu, giờ thấy kẹt tàu nha các bạn. Mà là mình chờ từ nãy giờ hơn nửa tiếng á. Mà trước mình 25 chiếc. Đó, giờ còn ở trước mình chắc cũng 7-8 chiếc gì nữa. Còn ở sau đây nè. Sau đây cái lại cũng 3 chiếc nữa. Cái này cho các bạn coi là cái này chỗ đổ xăng cho tàu ở Mỹ nè. Cái xăng nằm dưới nước này giống Việt Nam thôi. Nhưng mà cái này thí dụ như đổ xăng ở trên bờ là ví dụ 2 đồng ga lông đi, dưới này là 2 đồng rưỡi. Nó mắc hơn chút vậy đó. Cái này là mấy cái chỗ mà ta neo đậu tàu để trả tiền mỗi năm mà. Bên kia cái cầu mà có cao sắt đó là cái cầu đó là xe lửa nó chạy á, là nó hạ cái cầu luôn xuống bằng mặt đường luôn. Còn khi nào mà ngày hạ 2 lần, sáng 1 lần, chiều 1 lần. Còn khi nào mà tàu không xe lửa thì nó quay lên, nó chạy lên đó. Nếu có tàu thua rồi sẽ how big for your gas tank? Yes.
I am the 55. Wow, that's a good size tank for that boat. How'd you guys make out? You guys go okay? Yeah. But a yearly amount, just $10 for each trip. Nice. Not bad. Hai máy mà dài cái đó là có 30 rồi. À, thử coi thằng bác sừng qua lọ trước ba máy đó nó cho mình lấy đi. Nói đùa thôi nghe bạn, tàu đó nhất cũng phải là vài trăm ngàn á. Thôi. Có gì về tới nhà bạn ơi. Đi bữa nay câu có 12 tiếng đồng hồ. Vừa chạy xe xuống vừa câu cá với vừa kẹt tàu vô 12 tiếng đồng hồ bạn. Thì tổng số lượng thì gần 90 con cá trắng với 13 cá đen với con cá mú nữa. 13 cá đen. Plexi bass hả? Thả nhiều lắm. Wow, nặng. Cái này phải 2 người gân á. Để ông bắt đi rồi ông về để thôi tôi rửa cho. Ông có làm gì? Nào mở ra coi. Đây. Quên nữa còn con tàu ba con đó nữa. Ba con gì? Giấu con tàu ba con đó nữa. Này cá trắng. Cầm lên coi. Cầm lên coi bây giờ cầm lên coi cầm lên. Còn cái này cá mú. Một thùng như vậy là 5 galon. Nổ, thùng này 5 galon nè. Nổ là thùng này nhiêu? Thùng này là gần 3 thùng này á. Mẹ ơi con cái phần. Bao nhiêu cá Plexi Bass? 13 con. Nó cho limit là một người bao nhiêu? 15 con. 15 con hả? Mới cái trắng đi xong ấy xong rồi về bây giờ ấy cá rồi phải trở đi về cho nữa. 2, 4, 6, 8, 10, 13 con với con đó 14 con là đúng rồi. Thế là mua this way. Chảy ra mày đếm thử coi. Mua this way. Thế là go this way. Yeah, go this way. Go this way. Yeah, I'm turning the water on. Ở ngoài có hai con cho em nữa kìa. Hai cái miếng đó cũng ăn tiền đó. Bự cho bá luôn cái đuối á. Hai miếng cá đuối. Cái đuối này bự dữ lắm à. Cái đuối đó vậy à, vậy chân ăn á chị. Lấy cái thau đây, lấy cái thau đây bỏ lên đi. Cái gì à, chiên có rau á. Nghe à, chiên hả? Ừ, chiên giòn lắm, chiên giòn không có rau á. Thằng được em đi chợ em cứ mua cái này ăn á. Lấy cái thau bỏ vô đi. Thôi lấy vô đây đi. Được rồi. Rồi gọi qua cho nó coi. Time to fish it up.